Tiền đạo Neymar chấn thương nặng khi Brazil thua Uruguay 0-2 ở vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ. Neymar rơi nước mắt khi buộc phải rời sân cuối hiệp 1. Tiền đạo 31 tuổi bị đau đầu gối trái sau cú ngã ở phút 44. Anh ôm chặt vết thương và được cầu thủ hai đội vây lấy hỏi thăm. Neymar ôm mặt bằng hai tay khi được cáng khỏi sân và nhường chỗ cho Richarlison. Bộ phận y tế của Brazil chưa thông báo về chấn thương của anh. Neymar đang chơi cho câu lạc bộ Al Hilal tại Saudi Pro League. Trong trận hòa Venezuela 1-1 hôm 13 tháng 10, anh bị chỉ trích vì phong độ yếu kém. Neymar từng gặp những chấn thương nặng khiến anh nghỉ thi đấu nhiều tháng. Hồi tháng 3, tiền đạo 31 tuổi từng phẫu thuật bắt cá, khiến anh ngồi ngoài đến khi đá trận ra mắt Al Hilal vào ngày 15 tháng 9.